Đó, khi một nhóm người bước vào thám hiểm căn nhà ma thì có một thanh niên bất ngờ tách ra khỏi đoàn và đột nhập vào căn phòng của nhân viên nhà ma sắp đóng giả. Thanh niên này nhanh chóng hóa trang thành một con ma nữ tóc dài rủ rượi nằm bên chiếc giường chờ thời cơ đến. Một lát sau, nhân viên nhà ma đến ca trực tiến vào trong căn phòng, vén chăn nằm lên giường đóng giả một con ma cùng với sợi dây xích kinh dị để chờ các vị khách yêu quý đến thăm. Lúc bấy giờ, đoàn khách tham quan đã tìm đến căn phòng duyên phận này và bắt đầu tiến vào trong tìm chìa khóa cho nhiệm vụ của mình. Đúng như kịch bản, nhân viên nhà ma bật dậy dọa cho các vị khách sợ hãi co rúm vào một góc tường. Đúng lúc này, người thanh niên nằm chờ sẵn cũng bật dậy nằm lên giường và cất tiếng: "Chồng yêu, anh thức dậy làm gì thế?" Đột nhiên nghe tiếng động lạ từ phía sau, nhân viên nhà ma quay đầu lại thì thấy con ma nữ tóc dài đang nằm lăn trên giường mình và cười lớn. Con ma nữ không hề có trong kịch bản khiến cho anh nhân viên nhà ma hoảng sợ, ép mình vào góc tường cùng với đám khách tham quan. Chưa đầy 3 giây, anh nhân viên lao ra cửa chạy thoát thân trước sự ngỡ ngàng của đám người còn lại. Thấy vậy họ cũng lao theo bỏ trốn. Chưa buông tha, thanh niên lầy lội kia còn chạy theo ra cổng và leo lên chờ cho đám người kia quay lại. Đúng như dự đoán, một lúc sau đám người trở lại và bị dọa cho một phen chí mạng. Anh nhân viên nhà ma còn bị dọa cho té ngửa, phải vừa chạy vừa bò khiến cho thanh niên kia một phen cười dở bụng. Đã chơi thì chơi tới cùng, khi nhóm người kia đã quá sợ hãi, phải nối đuôi nhau để di chuyển thì thanh niên giả ma bất ngờ xuất hiện dí cho cả bọn chạy có cờ. Khi dí trở lại căn nhà ma, lúc này chỉ còn lại thanh niên giả ma và anh nhân viên tội nghiệp chỉ còn biết cào cấu, đập cửa trong vô vọng. Lúc này thanh niên kia mới gỡ bộ tóc giả ra và nói rằng: "Tôi là người đến chơi." Nhận ra là người đóng giả, nhân viên nhà ma đã ngồi quỵ xuống thở phào, vừa mệt vừa xấu hổ vì sự việc xảy ra trong căn nhà ma do mình quản lý.